Trong cuộc đời này, có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta, từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió, chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu. Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa như cách người khác nói vậy. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta luôn. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000 phần nghìn. Nhưng khi câu chuyện của họ nói về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua rất nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết là phải than vãn. Đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này. Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này, lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng, chỉ đơn giản là bởi vì người ta cho rằng cuộc sống cũng có thể phạm lỗi và ai cũng cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt nhất với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì về bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của chính mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên. Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn, bạn đang ở đâu, có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những tháng ngày đau đớn kia không. Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, qua miệng lưỡi người khác và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta. Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng vô căn cứ, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặng thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp đủ có thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai.
Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương hơn, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn đâu. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình là đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với tất cả mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học thì những thứ xung quanh bạn càng dễ quay lưng lại với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai cả. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Còn nhớ câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử như sau. Vào thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi, và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí, tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thầy, sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng Tử liền phân công cho Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi, một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất, phần việc nấu cơm? Bởi lẽ trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy, thì việc phân công cho Nhan Hồi tạm thời quản việc nấu nướng bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên. Nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách, bỗng Khổng Tử nghe một tiếng cộp từ dưới nhà bếp vọng lên. Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh, rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi, học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mặt như thế này ư? Chao ôi, bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói." Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về, Nhan Hồi lại luộc rau, Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ. Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi, Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên. Tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: "Các con à, chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề, đường xa vạn dặm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Các con vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm khát nước. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con bảo có nên chăng?" Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nên ạ." À? Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?" Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì, nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ, Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch." Khổng Tử hỏi: "Tại sao?" Nhan Hồi thưa:
Dạ, khi đang nấu cơm, con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa. Chẳng may một cơn gió tràn vào, bột hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại, nhưng mà không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi, nhưng lại nghĩ, cơm thì ít, chúng huynh đệ lại đông. Nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, các huynh đệ của con hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và mọi người. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa à? Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Chao ôi, suy tí nữa là Khổng Tử ta lại trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Điều ta sợ không phải là sự thật, mà là ta sợ những người giấu đi sự thật đó. Khi ta gặp những người nói xấu mình, nói những điều không tốt về bản thân mình, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Vì sao ư? Người ấy có quan tâm thì người ấy mới nói xấu mình chứ. Bởi thế, ta cần hạnh phúc trong những trường hợp như vậy để đáp lại sự quan tâm mà người khác đã dành cho ta. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, đã từng chơi một trò chơi mà tôi rất thích. Trò này là giáo viên sẽ yêu cầu học sinh ngồi đầu bàn đọc một câu trong tờ giấy, và học sinh ngồi đầu bàn sẽ phải nói lại câu đó cho học sinh ngồi phía sau, từng người một, cho đến học sinh ngồi cuối cùng. Và học sinh ngồi cuối đó sẽ phải nói lại với tất cả mọi người điều mà người đó nghe được là gì. Điều thú vị ở đây là nội dung của câu nói mà học sinh bàn cuối nghe được hoàn toàn bị thay đổi so với bản gốc. Và điều tôi muốn nói thêm ở đây là dù chúng ta nghe được chuyện gì đó trước khi câu chuyện đó đến được với chúng ta, thường thì đã bị bóp méo so với bản gốc, nhưng không ai rõ nó đã méo mó đến mức nào. Vậy thì làm cách nào để chúng ta biết được câu chuyện mà mình nghe được có phải là sự thật hay không? Tệ nhất là chúng ta luôn đi ngay đến kết luận và đánh giá sai về người đó hoặc điều đó. Chúng ta có thể hiểu lầm người đó, điều đó từ những thông tin sai lệch mà ta có. Và trên cả bi kịch đó là bảo người tin vào cái thấy của mình, vận động mọi người tin vào cái thấy của mình, cũng như mình tin vào cái thấy của người khác mà không suy xét lại. Có những lúc ta như kẻ ăn xin, mãi miết đi xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của người khác nghĩ như thế nào về ta. Ta như kẻ ăn xin, đi xin ý kiến kẻ khác, nhưng lại chưa một lần xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bởi vì ta thiếu trí tuệ, thiếu tin tưởng vào bản thân mình chăng? Bậc trí huệ biết được điều duy nhất cho không trên thế gian này, đó chính là lời khuyên. Lời khuyên là một thứ gì đó mà ai cũng muốn cho đi một cách hào phóng. Bậc trí huệ sẽ chuẩn bị cho ta trước khi ta được nhận lời khuyên đó. Có thể sẽ mất nhiều năm để chuẩn bị cho mảnh đất, và chỉ có thể ta mới có thể gieo được hạt mầm kia. Sẽ là kẻ dại khờ nếu ta cứ vương vãi hạt mầm của mình trên tảng đá mà chẳng bận tâm đến việc mình đang phí hoại hạt mầm. Con người ta ví như một kẻ mang hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái túi chứa đựng những tật xấu của mình đeo đằng sau nên không thấy gì cả, còn cái túi đựng những khuyết điểm của người khác thì đeo ở phía trước nên nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên trong Kinh Chúa mới có câu: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Đúng vậy, một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời, một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Người ta chết vì con dao đâm xuyên trái tim, có người chết vì đôi ba câu nói dẫn đến cùng cực. Một câu nói có thể khiến hàng trăm trái tim rung động, nhưng cũng một lời nói cũng có thể khiến hàng vạn trái tim đầy oán hận.
Đừng nhìn vào vết mực loang trên giấy, cũng đừng quá chú tâm vào vết mực quá mức cần thiết, mà quên mất cả trang giấy trắng còn rất nhiều khoảng trắng. Con người ta cũng vậy, phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, cái sai, cái xấu, mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người khác. Thì ra người khác không quan tâm mình như mình nghĩ đâu. Mình luôn tìm kiếm mình đầu tiên trong mọi bức ảnh có hình bóng mình trong đó. Thi thoảng mình tự phán xét bản thân mình nữa chứ. Vậy mà người khác cố công tìm kiếm khuyết điểm thì mình lại khó chịu. Cỡ sao không gửi lời biết ơn đến những người anh em hào phóng kia. Dù gì những con người như vậy đã dành thời gian quý báu để quan sát mình từ góc độ của chính họ. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia đều bắt nguồn từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn mình vốn đang ngập đầy giông bão. Cũng đừng nên để suy nghĩ của người khác định hình bản thân mình. Tôi tin người anh em cũng không thích điều đó đâu. Mỗi cá thể cần được tự do trong mỗi suy nghĩ. Đó là sự tự do tối thiểu nhất. Ta sống một cuộc đời luôn làm theo những gì người khác nói, mà chưa từng đặt câu hỏi. Không có câu hỏi thì không có câu trả lời. Không có câu trả lời thì cứ mãi sống theo những gì người khác nói là tốt. Ta cần suy nghĩ một lần thôi cũng được, nó có thật sự tốt với ta hay không. Khi ta đặt câu hỏi, mọi thứ đều thay đổi. Đừng nằm đó sống hết ngày theo sự sắp đặt của người khác. Hãy quan sát thật kỹ đi, rồi ta sẽ thấy. Nếu ta làm điều gì đó tốt, nó sẽ bảo mình là đứa ngốc làm điều tốt chẳng được trả tiền, mọi người sẽ chê cười. Nếu ta làm điều gì đó xấu, nó cũng sẽ nói mình đang làm điều gì vậy, ta sẽ xuống địa ngục. Ta đang phải khổ vì nó. Bất kỳ điều gì ta làm, nó sẽ có ở đó và kết án ta. Đây là thảm họa, đây là bi kịch của kẻ kết án trong ta gây ra. Trong từng giây phút, tiếng nói nhỏ đó vẫn thì thầm trong ta. Cho nên, nay hận thù, nay tuyệt vọng, nay định kiến và cố chấp, hãy gạt bỏ sang một bên để cho phép bản thân mình được lắng nghe. Lắng nghe để thấu hiểu. Chỉ khi thấu hiểu thật sự, ta mới tạo nên được những khoảnh khắc tuyệt vời cho những người ta yêu thương. Học cách thấu hiểu và cảm thông. Nếu người anh em chưa làm được điều đó, chỉ ít hãy học cách lắng nghe. Khi ta im lặng, ta tự khắc sẽ học được cách lắng nghe. Thường thì chúng ta chỉ muốn nói, mà đôi khi quên mất chúng ta cũng cần học cách im lặng. Tài sản quý nhất của con người không chỉ là một cái đầu đầy kiến thức, mà nó còn phải có một trái tim đầy yêu thương. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Một đôi tai sẵn sàng lắng nghe và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ luôn luôn cần thiết trong cuộc sống này. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười. Chưa cho, sao tận lòng ngời nỗi vui. Khi còn nhỏ, bạn có thường được khen là hiền lành chưa? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô? Gặp chuyện khó khăn cũng phải cố gắng chịu đựng mà không than phiền tiếng nào. Rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn có luôn chịu trách nhiệm và hết mình với công việc được giao, cũng như luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người khác? Bạn có phải là người dù gặp phải kẻ gây khó dễ cho mình, dù bị đối xử bất công, vẫn suy nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng là được, nên cứ thế im lặng cho qua mọi chuyện? Và bạn có phải là người không thể nói lên những điều khiến người khác khó chịu hay làm họ tổn thương? Càng những người hiền lành như vậy lại càng dễ mắc bệnh trầm cảm hay chứng rối loạn hoảng sợ, cũng như các bệnh về tâm lý khác nảy sinh giữa những mối quan hệ trong gia đình hoặc nơi làm việc. Điểm chung của những người hiền lành này là cách nói chuyện từ tốn, thái độ nhã nhặn và rất biết nhường nhịn người khác. Cho dù bản thân cũng có điều muốn làm hay có lối suy nghĩ khác đi chăng nữa, họ vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý đối phương.
Không chỉ một lần tôi chứng kiến và cảm thấy đáng tiếc cho những người hiền lành như vậy, sao ông trời lại vô tâm ban cho họ cõi lòng nhiều khổ tâm đến thế? Thật ra hồi còn nhỏ, tôi cũng là một đứa trẻ hướng nội và dễ bảo, nên rất hay được khen ngoan. Tôi đã tưởng rằng là một cậu con trai hiền lành không khiến cha mẹ phiền lòng, một học trò ngoan ngoãn luôn nghe lời thầy cô là việc tốt. Thế nhưng khi đi học rồi, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ biết sống hiền lành thôi thì không ổn. Khi làm bài tập nhóm với những người thông minh và cá tính, tôi thường bị đùn đẩy cho phần mà ai cũng tránh. Tôi luôn cho qua vì nghĩ rằng chuyện đó cũng không có gì là không tốt. Nhưng những tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại khiến tôi căng thẳng vô cùng, và chỉ một mình tôi khốn khổ bởi điều này. Khi tôi kể chuyện này cho một người đàn anh thân thiết nghe, anh đã khuyên tôi rằng hãy trở thành một người hiền lành với chính bản thân mình trước khi hiền lành với người khác. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy. Trước đó, tôi đã sống mà luôn lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới việc lo lắng, yêu thương chính bản thân mình cả. Sống hiền lành là như vậy đấy. Khi chúng ta gọi một người nào đó là hiền lành, nghĩa là chúng ta đang nói về một người không nhấn mạnh chủ kiến của mình và luôn nghe theo yêu cầu của người khác. Cho dù rõ ràng cũng có điều muốn nói, muốn làm, nhưng họ hiếm khi thể hiện ra mà luôn thuận theo ý kiến, chủ trương của người khác. Người luôn nghe lời người khác như vậy, dĩ nhiên là một người dễ chịu, một người tốt, một người hiền lành. Tóm lại, dường như chúng ta luôn gọi những người không thể hiện hoặc đè nén nhu cầu của bản thân vì người khác là người hiền lành. Tuy không thể khẳng định 100%, nhưng khi trò chuyện với những người hiền lành mắc bệnh tâm lý như trầm cảm, ta có thể nhận thấy vài khuynh hướng chung trong mối quan hệ giữa họ với cha mẹ hoặc với những người dưỡng dục họ. Ví dụ, trong số họ có nhiều người lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một ông bố gia trưởng hoặc một bà mẹ nghiêm khắc. Hay một ví dụ khác, có những người lớn lên với nhiều anh chị em, không được cha mẹ quan tâm nên luôn có nhiều xu hướng làm mọi thứ cha mẹ muốn để được công nhận. Một số trường hợp khác, vì mối quan hệ của cha mẹ không được tốt hay hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên người con nghĩ rằng ít nhất mình cũng phải biết nghe lời để cha mẹ bớt nhọc nhằn. Nhưng vấn đề là khi ta sống mà quá cố gắng chiều theo yêu cầu của người khác, ta sẽ bỏ bê những cảm xúc và nguyện vọng của chính mình. Nếu không xem trọng mà làm lơ đi những gì mình đang cảm nhận, thì khi trưởng thành, ta sẽ không biết mình muốn làm gì, bản thân mình là ai. Hơn nữa, khi bị đối xử bất công hay gặp những người làm ta khốn đốn, ta sẽ không thể giải tỏa nỗi oan ức hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận. Những cảm xúc đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương này lại bị dồn nén bên trong ta và dần dần sẽ công kích chính bản thân ta. Và ta không khỏi tự hỏi, tại sao mình cứ như một kẻ ngốc, không biết nói chuyện thẳng thắn, cũng không biết nổi giận với người khác. Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ điều này. Những cảm xúc mà ta đang cảm nhận không phải là những thứ vụn vặt có thể làm lơ. Ngược lại, chúng vô cùng quan trọng và luôn cần được quan tâm tới. Hơn nữa, những cảm xúc đó sẽ không biến mất dễ dàng cho dù ta có đè nén hay lờ chúng đi. Rất nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen tự đè nén cảm xúc, khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi tâm trí một cách lành mạnh. Cảm xúc cũng giống như một dòng nước, nếu không chạy thoát được sẽ ứ động lại một chỗ và bốc mùi khó chịu. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Từ bây giờ, bạn hãy học cách lắng nghe tiếng nói của chính mình để biết mình muốn gì trước khi hành động theo kỳ vọng của người khác. Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này, cái kia, nhưng bạn lại cảm thấy mình không muốn làm, thì nhất định đừng làm, để tránh cảm giác tự ti và thu mình lại sau này. Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình cho đối phương hiểu. Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của mình ra sẽ khiến đối phương ghét mình, hay là mối quan hệ giữa mình và họ sẽ trở nên bất tiện. Cũng rất có thể đối phương vì không biết được cảm nhận của bạn nên mới đưa ra những yêu cầu kia. Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm rang, hãy đường hoàng nói rằng tôi muốn ăn cơm rang. Trở thành người tốt, đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta phải có nghĩa vụ trân trọng chính mình cái đã. Biết cách nói lên điều mình muốn mà không cảm thấy khó khăn là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, cũng như việc biết hít thở vậy. Nếu không có kỹ năng ấy, bất mãn sẽ liên tục chất chồng,
rồi bùng nổ như núi lửa phun trào, phá hủy các mối quan hệ ta đang có. Bạn có từng cảm thấy tủi thân và tự hỏi mình phải một mình giúp người khác đến bao giờ nữa? Nếu có, đừng cố nén cảm xúc vào trong mà hãy nói ra thành lời. Một mình tôi không làm được, bạn giúp tôi được chứ? Tập thể hiện cảm xúc từng chút một, bạn sẽ dần khá hơn rất nhiều. Và khi ai đó nhờ vả điều gì, đừng quên rằng bạn luôn có quyền lựa chọn từ chối. Xin lỗi, nhưng việc này hơi khó. Bạn không có nghĩa vụ phải nhận lời nhờ vả của tất cả mọi người, nhất là những nhờ vả quá sức để khiến chính mình phải khổ sở. Nếu vì bạn không giúp mà mối quan hệ giữa bạn và người đó trở nên xa cách, thì ngay từ đầu đó đã không phải là mối nhân duyên tốt đẹp rồi. Khi đi máy bay, ta vẫn thường được hướng dẫn rằng trong trường hợp khẩn cấp, ta cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng, phải không? Tương tự, chăm lo cho bản thân mình trước hoàn toàn không phải là một hành động ích kỷ. Bản thân mình phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc được chứ. Khi bạn tự biết trân trọng bản thân thì thế gian này cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn. Hãy trở thành một người tốt đối với chính bản thân mình. Giống như khi yêu ai đó, bạn luôn muốn được ở bên họ. Vậy thì trong khoảng thời gian này, hãy dành thời gian ở bên bản thân, cũng rất xứng đáng được bạn yêu thương. Hãy mua cho mình một món ăn ngon, cho mình đi xem một bộ phim hay, và đưa mình đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Hãy dành công sức cho bản thân như khi bạn dành công sức cho những người bạn yêu thương vậy. Hiểu người ấy gọi thông minh, hiểu mình trí tuệ tự mình vượt qua. Vui đời ẩn giấu phong ba, bình yên nội tại mới là phúc chân. Thất bại đầu tiên trong cuộc đời mỗi người đều rất đau đớn. Không một ai là ngoại lệ cả. Những người chưa quen với việc thất bại khi lập kế hoạch cho tương lai thường có ý nghĩ biết đâu. Tỷ lệ cạnh tranh cao nhưng biết đâu mình sẽ đổ. Gần đây tình hình kinh tế không được tốt lắm, nhưng nếu mình chăm chỉ, biết đâu cửa hàng của mình sẽ thành công lớn. Họ thường tưởng tượng những điều biết đâu như thế. Không nhiều người chuẩn bị sẵn phương án giải quyết cụ thể nếu họ thi trượt hay kinh doanh thất bát. Đặc biệt, càng những trường hợp nỗ lực hết sức mình và chỉ tập trung vào một mục tiêu đã đặt ra, khi giấc mơ đổ vỡ, họ càng cảm thấy bế tắc hơn vì chưa từng nghĩ đến phương án nào khác. Ngoài ra, những người hay được khen là học sinh giỏi từ nhỏ hoặc những người sống mà chưa từng gặp khó khăn, họ sẽ tuyệt vọng vô cùng khi gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. Nhưng bạn có biết không, những thất bại như hôm nay sẽ còn tìm đến hàng chục lần nữa trong cuộc đời bạn. Sẽ còn vô số chuyện không tiến triển theo kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Và đã là con người thì bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những lần nản lòng như thế cho đến tận lúc chết. Điều đó có nghĩa rằng thất bại hôm nay của bạn là điều hết sức bình thường. Hãy nhớ điều quan trọng nhất, không phải vì bạn đã thất bại một lần mà cả cuộc đời bạn trở thành kẻ thất bại. Bạn thất bại không phải vì bạn có nhiều khuyết điểm hay thua kém người khác. Thất bại chỉ là một bài học đáng quý để bạn nhận ra rằng mình đã chọn sai cách tiếp cận để đạt được thứ mình muốn. Vì vậy, sau khi thất bại, hãy bình tĩnh tự hỏi mình: thất bại lần này đã đem lại bài học gì cho mình? Phải tìm được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân thất bại thì bạn mới có thể trưởng thành hơn được. Nếu thiếu quá trình này, khả năng bạn lặp lại thất bại tương tự sẽ rất lớn. Có một người bạn của tôi, chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi nghe chuyện nhà sư gặp khó khăn vì xin việc làm. Nhưng thực ra, người bạn ấy đã từng thất bại đau đớn trong quá trình xin làm giảng viên đại học ở Mỹ. Sau khi kết thúc khóa tiến sĩ, người bạn đó đã tìm đọc các thông tin tuyển dụng và nộp đơn xin làm giảng viên ở một vài nơi. Người ấy may mắn vượt qua vòng 1, vòng hồ sơ, rồi vòng 2, vòng phỏng vấn học nội của 6 trường. Nhưng sau khi tham gia tuyển vòng 3, phỏng vấn tại trường, trường đại học mà người ấy muốn tới làm việc nhất lại là trường đầu tiên thông báo đánh trượt. Trước đó, người ấy chưa từng gặp thất bại nào lớn trong đời cả. Khi được báo tin thì người ấy đã cảm thấy rất tổn thương và tuyệt vọng. Dù vẫn còn lịch hẹn phỏng vấn ở vài nơi nữa, nhưng khi ấy nghĩ mình là kẻ thất bại. Người ấy bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Người ấy chán chường và chỉ muốn ngủ vùi cả ngày. Vài hôm sau,
Một buổi sáng, người ấy thức dậy từ rất sớm và dành thời gian ngẫm lại tại sao người ấy không được trường đại học ấy chọn. Trước đó người ấy chỉ nghĩ rằng nếu người ấy cho họ thấy hình ảnh tốt nhất của mình, tự khắc trường đại học sẽ chọn mình. Nhưng người ấy đâu ngờ đó chính là một suy nghĩ quá đỗi ngây thơ và sai lầm. Trường đại học kia muốn ứng cử viên chứng tỏ mình là người có năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của họ, chứ không phải là người cho họ thấy sự cố gắng cùng hình ảnh tốt nhất của người đó. Nghĩa là người ấy đã quá thiếu sót trong việc tìm hiểu điều đối phương thực sự muốn. Khi lên kế hoạch cho việc gì đó, để kế hoạch thành công, ta cần phải đặt xuất phát điểm ở nhu cầu của đối phương, chứ không phải bản thân mình. Phải thông qua thất bại ấy thì người đó hoặc chúng ta mới nhận ra sự thật rằng mình đã quá coi nhẹ điều này. Sau lần đó, khi đi phỏng vấn vòng 3 tại các trường đại học, thì người ấy bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng xem các trường cần điều gì ở người mà họ sẽ tuyển làm giảng viên. Và không lâu sau đó, người ấy đã nhận được tin vui từ một trường đại học. Điệu sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên, mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Có phải bạn đang cảm thấy đau khổ vì thi trượt đại học không? Vậy thì đừng chỉ quyết tâm mơ hồ rằng chỉ cần mình chăm chỉ học hành là được, mà hãy tìm hiểu nguyên nhân cụ thể vì thói quen xấu nào mà thành tích học tập của bạn không tiến bộ. Có phải bạn đang mất phương hướng sau khi trượt kỳ thi công chức? Hãy thề trước mặt gia đình mình rằng bạn sẽ thử thi lại một lần nữa. Nếu vẫn không đỗ, bạn sẽ tìm một hướng khác để đi. Khi bạn xác định đó là lần cuối cùng, bạn sẽ sống chết cố gắng vì điều đó. Và giả như sau này có đi con đường khác, bạn cũng sẽ không phải hối hận rằng phải chi lúc đó mình cố gắng thêm chút nữa. Có phải bạn đang tuyệt vọng vì chuyện kinh doanh không như ý? Vậy hãy tỉnh táo tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại từ chính bản thân mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Hãy tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Có thể là bạn chọn sản phẩm không nổi bật, hoặc mắc sai lầm khi phân tích nhu cầu thị trường, hoặc chọn sai vị trí cửa hàng, hoặc lỡ mắc lỗi trong các mối quan hệ kinh doanh. Nếu bạn muốn bắt đầu lại, hãy đầu tư thời gian nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần để có thể phân tích và chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn. Đừng quên rằng thất bại là điều mà ai cũng sẽ phải trải qua, và những lần nếm trải thất bại chính là những cơ hội quý báu để bạn tích lũy kinh nghiệm cuộc sống, từ đó giúp cho bản thân mình trở nên thận trọng và thông thái hơn. Thất bại và tuyệt vọng cũng là một phần của cuộc sống. Đừng trốn chạy mà hãy im lặng đón nhận chúng. Bạn sẽ nhìn thấy được những bước đi tiếp theo của mình. Hãy nhớ về những lần đầu tiên chúng ta bị xước da hoặc bị một vết cắt. Lần đầu tiên bị vết cắt, chúng ta khóc lóc, sợ hãi và tự huyễn hoặc bản thân rằng vết cắt ấy sẽ làm chúng ta chết đi rất nhanh sau đó mà không gì có thể chữa lành. Lần thứ hai bị vết cắt, chúng ta vẫn khóc lóc nhưng bớt sợ hãi đi một chút. Chúng ta biết cách tự trấn an mình rằng vết cắt ấy thật ra ta cũng có lỗi ở trong đó, và nhận ra mình không được để bản thân đau quá mức. Lần thứ ba bị vết cắt, chúng ta không khóc nhưng biết rằng trên môi mình có một chút vị đắng. Chúng ta cố gắng mỉm cười dù lòng có chua chát. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ N bị vết cắt, điều đầu tiên chúng ta làm là nhìn vào vết thương, rồi nhìn sang người tạo ra vết thương ấy, miệng cười buồn, thôi không sao đâu. Đến cuối cùng chúng ta nhận ra mỗi một vết cắt đều thúc đẩy thêm một chút cho sự mạnh mẽ, sự trưởng thành của chính chúng ta. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Trong ta có một đứa trẻ, nên đôi khi ta quá dễ tổn thương, và đôi khi ta lại thấy mình thật bé nhỏ, cần được nâng niu, cần được dỗ dành. Một đứa trẻ khi tiếp xúc với gai góc của cuộc đời thì dễ dàng bị cạo rách da thịt, và phản ứng liền sau đó là khóc thét lên. Đứa trẻ khi bị té ngã, bị ai đó hăm dọa, đánh đập, hoặc bị nhìn với ánh mắt khó chịu, thường có phản ứng tủi thân, rơi nước mắt, thiếu tự tin. Ta có một đứa trẻ trong mình,
nên cũng có thể bị tổn thương, dễ khóc nhẹ như thế. Ta có một đứa trẻ trong mình nên cũng cần một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm thật lâu. Đứa trẻ nào mà không thèm được mẹ nheo nũng nịu kia chứ. Trong ta có một đứa trẻ nên ta cũng có thể sống vô tư, vô lo như rất nhiều đứa trẻ khác quanh mình, ăn, ngủ, nghỉ ngơi không vướng bận theo kiểu của thiền sư, đói ăn, mệt ngủ liền. Ta nghĩ mọi thứ thật đơn giản, không cần phải phức tạp hóa mọi điều, không lo toan suy tính và càng không cần biết đến thủ đoạn mưu mô. Đặc tính của đứa trẻ trong ta dễ thương là vậy, đáng để ta dưỡng nuôi là vậy. Nhưng ta cứ tự tay bóp chết đứa trẻ trong mình bằng những đau to búa lớn, bằng nỗi sợ hãi và việc hoài nghi với tất cả mọi thứ quanh mình. Đứa trẻ trong ta nhìn ở chiều hướng nào cũng thật tội nghiệp, thật dễ thương, thật đáng được chăm sóc. Nhưng chăm sóc một đứa trẻ cũng là một nghệ thuật rất công phu, đòi hỏi mình phải dụng công lắng nghe. Lắng nghe những đòi hỏi, những mong ước của đứa trẻ để đáp ứng một cách có ý thức, nhằm giúp cho đứa trẻ lớn lên lành mạnh, trong sáng, không ỷ lại và không lệ thuộc vào bất cứ ai. Đừng nghĩ đứa trẻ trong ta chỉ toàn đòi hỏi, toàn làm phiền, nào chăm sóc, nào dỗ dành. Thực chất, đứa trẻ con ấy còn dạy ta cách sống hồn nhiên, tự nhiên như chính nó, không cần phải lo sợ, để ý quá nhiều. Ngay đến cả những tổn thương của đứa trẻ ấy cũng dạy ta nhiều điều, cách nhẫn nại, chăm sóc nhiệt thành, cách trở thành một người mẹ, một người cha mẫu mực. Biết uốn nắn, biết khước từ những đòi hỏi phi lý của đứa trẻ trong ta cũng là một nghệ thuật, một bài học cần phải được thực tập trong suốt quá trình sống. Do vậy, đừng nghĩ những đứa trẻ trong ta với những tính xấu của trẻ con là phiền phức, vì nhờ những tính xấu ấy mà bản lĩnh của ta mới được gia tăng thông qua sự huấn luyện của trẻ. Dạy trẻ là một sự thực tập làm thầy, bởi đứa trẻ tưởng chừng dễ dạy nhưng quả thật khó lắm. Chúng nghe đó, làm theo đó, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ những chia sẻ của ta, nên ta phải kiên nhẫn. Nhẫn mới chăm sóc được trẻ con. Nếu không thì ta sẽ làm trẻ trở nên ương bướng, ngày càng có nhiều tật xấu. Để ý đến đứa trẻ trong ta, để ta không phạm sai lầm khi nói một điều gì đó, làm một việc gì đó. Bởi có thể ta sẽ làm tổn thương chính mình từ một câu nói vô tình, một việc làm vô cảm. Đứa trẻ nhạy cảm nên nhận ra ngay. Tuy nhiên, trẻ con luôn dễ tha thứ hơn người lớn. Vì vậy, ta hãy xin lỗi và trở về chăm sóc đứa trẻ trong ta. Nếu như ta nhận ra mình có lúc đi hoang, bỏ bê đứa trẻ, nói và làm những điều gây tổn thương đứa trẻ. Dẫu có lớn bao nhiêu thì thực chất trong lòng mỗi người chúng ta luôn có một đứa trẻ, nên sẽ có những lúc thiếu suy nghĩ, chỉ làm điều mình thích mà thôi. Thực tập thương một đứa trẻ không khó, nhất là thương đứa trẻ trong ta. Nửa đời người tôi hiểu được, vô thường ấy lẽ thường nhiên, và ta chỉ là chiếc lá trong rừng nhân loại vô biên. Nếu có một điều vĩnh cửu thì đó chính là đổi thay. Đổi thay chẳng hề thay đổi, đành hanh tại thế gian này. Điều ta cho là hạnh phúc, nào phải cứ là bên nhau. Dẫu hai phương trời cách biệt, vẫn vui ý hợp tâm đầu. Không phụ thuộc vào năm tháng mà đo sống ít hay nhiều, chính là cách mình đã sống, mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu. Nửa đời trầm tư hiểu được bản chất kiếp người lẻ loi, đã biết nhân sinh hữu hạn, lấp đầy vẫn thiếu mà thôi. Còn sống phủ thềm năm tháng, xóa nhòa cuốn nổi niềm trôi. Chỉ cần nhận ra trầm tĩnh, đớn đau nào cũng phai phôi. Nửa đời người tôi học được, tan hợp thăng trầm bởi duyên. Lúc muôn sự về chốn cũ, nhẹ nhàng đâu bận niềm riêng. Nửa đời người khi tỏ ngộ, phân trần đen trắng mà chi. Thế gian mỉm cười đối diện, sống với cõi lòng vô phi. Có một câu cửa miệng chúng ta vẫn hay nói với nhau như một lời đùa vui.
khó quá bỏ qua. Vậy nếu cứ bỏ qua, há chẳng phải chúng ta suốt ngày làm việc dễ, những việc mà không cần phải nặng đầu, mất công suy nghĩ, vò tóc bứt tai, những việc mà đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại cũng đã hình dung được kết quả của chặng cuối hành trình trước khi bắt tay vào làm việc. Một đứa trẻ lớn lên trong cuộc sống được bao bọc đầy đủ cả về vật chất lẫn yêu thương. Với tôi, đứa trẻ ấy rất khó để hiểu được những giá trị của cuộc sống. Trên hết là việc để đạt được một điều gì đó, nếu quá dễ dàng, chỉ tạo ra một sự ảo tưởng cho bản thân về cách thức sinh tồn. Ngược lại, một đứa trẻ lớn lên trong khó khăn thường sẽ có động lực để thúc đẩy bản thân đi xa khỏi giới hạn mà nó vẫn nghĩ rằng mình không thể. Chúng ta ai cũng vậy, trong bất cứ công việc gì, chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút. Cái một chút đó chính là sự cộng dồn của những bước chân nhỏ bé, để đến lúc cần thiết sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho một thử thách trong tương lai. Con người phần lớn thích sống trong giới hạn an toàn, một vòng tròn khép kín được vẽ ra với công việc, các mối quan hệ, những sở thích và đôi khi là cả những con đường mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Cái gì khác đi với quen thuộc, lạ lùng so với sở thích hoặc khó khăn so với mấy thứ vẫn hay làm, đều xứng đáng để từ chối. Chúng ta từ chối làm khó chúng ta, từ chối để chúng ta mệt mỏi và sỉ vả bản thân vì đã không có khả năng làm tốt hơn kết quả mà chúng ta đang có. Từ chối để bản thân mình có thể sai vì tốt nhất là làm những điều mình vẫn hằng tin là đúng. Những đêm trắng trong cuộc đời thật ra luôn có một loại giá trị mà mãi về sau này chúng ta mới nhận ra. Đó là một thứ trải nghiệm khiến chúng ta không sợ mình không tìm ra đáp án, chỉ sợ nhất là ý nghĩ bỏ cuộc và chán nản xuất hiện trong đầu. Con người một khi đã dốc lòng dốc sức cho một ai đó mà không thành, thường sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là mạnh mẽ buông tay, hai là chấp nhận đợi người kia thay đổi. Nhưng thuở đời, người có thể buông tay không được bao nhiêu, nhưng người cố chấp ở lại để đợi chờ sự thay đổi thì thật sự rất nhiều. Thay đổi là thứ dễ nói nhưng khó làm. Với một người, để có thể thay đổi, phần lớn đều phải nhờ vào biến cố. Một biến cố về sức khỏe, một biến cố về nỗi đau, một biến cố về mất mát hay một biến cố ngẫu nhiên đủ để khiến lòng họ trống vắng. Sẽ không có ai tự nhiên mà thay đổi cho dù bạn tốt đến thế nào và quý báu ra sao. Thế nên đợi chờ hầu như là vô nghĩa. Một khi bạn đã đủ tốt với tất cả mọi chuyện trong cuộc đời họ, thì tại sao họ phải thay đổi? Tại sao họ phải thay đổi khi chỉ cần như thế này thôi thì đã có người lo lắng, hỏi han, chăm sóc, tận tụy và yêu thương hết lòng? Tại sao họ phải thay đổi khi không cần phải cố gắng gì hơn thì bạn vẫn ở đây như một con diều luôn cần sợi dây? Tại sao họ phải thay đổi khi biết rằng bạn đã chọn thiệt thòi theo cách mà bạn nghĩ rằng bạn vui? Cố chấp là thứ chỉ có thể được đặt xuống khi bạn bước vào con đường trưởng thành. Còn không thì nó sẽ luôn là một thứ gánh nặng ở trên vai mà không cách nào bạn bỏ xuống được. Đau chưa đủ thì chắc chắn cần đau thêm. Vì đau đủ rồi thì dù nhìn nắng hay mưa đều có thể nhận thức được rằng chúng không có khả năng tác động đến sự bình yên trong lòng mình. Nếu chúng ta có hẹn sẽ đi xa cùng nhau trên một chuyến tàu trong ngày hôm nay, bạn đã đến ga tàu, còn người kia đã check in và đang trong phòng chờ của sân bay. Đợi họ hay không là quyền của bạn. Còn vé tàu, nếu đã lỡ mua thì hãy xem như đã lấy nhầm một tờ vé số đã sổ vào chiều qua. Nên thôi, cứ cảm ơn người bán và người bạn đã giúp mình học cách sáng mắt ra. Dù đã gặp qua lắm cụ già, ai hay mai đó cụ là ta. Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo, linh hồn hoang phế cõi tha ma. Dù đã thấy nhiều những nạn tai, chuyện ấy đời ta sẽ đứng ngoài. Say sưa tạo ác quên hành thiền, bất chợt tai ương đến thở dài. Dù biết chung quanh lắm khổ buồn, ái tình danh lợi mãi tơ vương, bồn bà tất bật quên nhìn lại những kẻ về không ở cuối đường. Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi, mình không như thế, chuyện xa xôi. Chẳng một ai tin mình sẽ chết, bất chợt vô thường sống cuốn trôi.
Ai đã thấy, nghe, biết cả rồi thì về kẻo muộn bóng chiều rơi. Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc, bận lòng chi nữa giả tràng ơi. Này, có người đứng trước nỗi đau và quỳ ngã hẳn. Có người đứng trước nỗi đau đau thấu trời xanh, nhưng rồi lại đi qua rất nhanh. Có người đứng trước nỗi đau đau chậm và sâu, và dù nhiều tháng năm trôi qua vẫn cảm giác không thể trở lại từ đầu. Có người đứng trước nỗi đau loay hoay mãi cho đến khi tóc bạc trên đầu. Có người lại đứng trước nỗi đau giữ lại và đối diện với nó, rồi tự mình tiêu hóa nó như một cách để bồi đắp cho mình sự mạnh mẽ. Còn bạn, bạn là người như thế nào? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta ít hỏi bản thân và hỏi nhau nhất, trong khi nó lại là câu hỏi quan trọng nhất để biết chúng ta đang đối xử với cuộc đời của chính mình như thế nào. Giống như câu hỏi, chúng ta sống có vui không? Chúng ta thích quan tâm đến cách con người ta kiếm ra được nhiều tiền, muốn được biết họ đang yêu ai và gia đình họ đang như thế nào, cần biết về sự thăng tiến của họ, hoặc đơn giản hơn là có những thay đổi nào đó đặc biệt trong công việc, và cuối cùng là họ dự định gì trong tương lai của họ. Mà đi hỏi tất cả những câu hỏi ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là tìm thấy một sự so sánh ngầm từ chính bên trong ta. Nếu mình ổn hơn họ thì vui, có khi vui ra mặt. Nếu mình không bằng họ thì một mặt lời nói chưa vui, mặt khác lại đi hành hạ nội tâm bản thân về chuyện sao ai cũng có thể giỏi giang ngoại trừ mình. Khái niệm sống cho người khác không chỉ quy vào những mối quan hệ kiểu gia đình, người thân, đặc biệt là những trường hợp cha mẹ muốn con cái thực hiện ước mơ dở dang của đời mình. Sống cho người khác còn là việc chúng ta luôn chọn hệ quy chiếu của người khác để đặt vào cuộc đời mình. Bạn sẽ không bao giờ biết những thành quả mà người khác có được ngày hôm nay là họ đã phải đánh đổi bao nhiêu tâm sức và thời gian, bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt. Trong khi bạn có một giấc ngủ ngon từ 10 giờ tối đến tận 6 giờ sáng, trong khi bạn gác chân uống một ly cà phê, một ly vang trong tiếng nhạc êm dịu của những tối nhìn ra phố đông lập lòe ánh điện, trong khi bạn miệt mài với ánh sáng của chiếc smartphone hay màn hình iPad để xem phim hay tán gẫu, trong khi bạn mắng chửi cả cuộc đời này, thì đâu đó trong cuộc đời này có những con người cần mẫn, chăm chỉ và tận tụy với việc thay đổi bản thân qua từng cuốn sách, từng bài toán, từng kế hoạch và cả việc làm cách nào để sống tốt hơn. Chúng ta sống có vui không? Nếu một lúc nào đó bạn biết đặt ra câu hỏi này, thì câu trả lời dễ dàng tìm thấy nhất chắc là chúng ta không vui, nhưng chúng ta an toàn. Thực sự là phần lớn chúng ta không vui. Chúng ta học cách nép mình ở đâu đó bên cạnh cuộc đời, kiểu có những ngày yêu điên cuồng, nhưng cũng có những ngày hận đến tận xương tủy. Chúng ta học cách tặc lưỡi từ bé, nhưng trong thâm tâm vẫn giữ lại mọi thứ như một mũi kim đâm, không rỉ máu nhưng cứ ngấm ngầm đau. Thế nên đó hoàn toàn không phải là cảm giác hài lòng, cũng chẳng phải là sự lạc quan của một người trưởng thành. Gọi đúng tên bản chất của nó là sự cam chịu. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin, cho nên chúng ta cam chịu, phải không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc không vui, yêu một ai đó không vui, đi đâu đó không vui, vậy thì chúng ta sống để làm gì? Nhất là chúng ta đang cố gắng cười rất nhiều trong lúc chúng ta bước đi tìm mình giữa dòng người và tìm người giữa dòng đời. Làm sao giữ lại điều không thể, cát biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể, bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tìm thấy dòng sông cũ, lạ lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay đâu. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao cái của,
đồng tình đội nón chạy xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì đâu méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, mọi vật trên đời cũng rứa thôi. Đừng sống cuộc đời người khác. Tôi không quan tâm bạn giỏi tới cỡ nào, tôi cũng không quan tâm bạn tài năng tới đâu, và tôi cũng không cần biết bạn bận bịu ra sao. Nhưng ít nhất một lần trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ gặp một thất bại mà bạn không lường trước được. Tôi không phải là thần thánh, là nhà tiên tri hay có ý trù dập bạn đâu, mà đó là nguyên lý của cuộc đời. Chúng ta hãy học cách chấp nhận và đương đầu với nó. Cuộc sống giống như một trận bóng đá vậy, kể cả cầu thủ giỏi nhất cũng có thể sút trượt quả bóng. Nhưng có bao giờ bạn thấy một siêu cầu thủ sút trượt và ngồi đó than thở không? Không hề. Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu, và họ phải tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo và ghi bàn trong một trận đấu. Hoặc là một nhà kinh doanh, bạn có bao giờ thấy những triệu phú khi phá sản và họ ngồi đó khóc lóc, kêu ca, than trời trách đất rằng tại sao mình lại xui thế, tại sao những điều này lại đến với mình, why me? Không, họ gạt thất bại qua một bên và sẵn sàng tinh thần cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình. Đừng bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng để tạo ra giá trị. Đúng như vậy, khi bạn tạo ra giá trị để giúp đỡ người khác, dùng thời gian của mình, sử dụng thời gian của mình một cách đúng cách, thì cũng là bạn đang giúp chính bản thân mình. Mọi người hay sợ rằng khi họ đạt được một thứ gì đó, họ sẽ mất nó. Nỗi sợ mất mát luôn ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Ví dụ như sợ mất tiền, mất công việc, mất người yêu, sợ mất sức. Nhưng có một thứ quý giá hơn tất cả mà tất cả chúng ta đều bỏ qua nó. Đó chính là thời gian. Thời gian là thứ đáng sợ nhất. Bởi vì khi bạn đã đánh mất nó rồi, bạn sẽ không thể nào lấy lại được nó. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất mà bạn nên bắt đầu mọi thứ là ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai, tuần sau, năm sau, là sau khi chúng ta có gia đình, là sau khi chúng ta nghỉ hưu rồi mới làm. Mà là ngay bây giờ. Tệ hại nhất của cái suy nghĩ ôi còn sớm mà, để từ từ đó làm, có chết ai đâu mà sợ. Đúng là từ từ không chết ai, đúng là ta phải học, phải làm việc cả đời. Nhưng bạn có chắc rằng 5 năm nữa bạn còn sức để mà cống hiến? Bạn có chắc rằng 10 năm nữa khi bạn đã dư giả thời gian, bạn sẽ có đà để làm những việc khó khăn, thử thách? Như Steve Jobs đã nói, thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Đã bao giờ bạn tự hỏi, yêu thương bản thân có phải là lối sống ích kỷ? Mọi người vẫn bảo nhau rằng, được sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng quý. Không có thứ gọi là mục đích sống hoàn hảo, nhưng đích đến cuối cùng của một cuộc đời đáng sống chính là được lan tỏa và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh mình. Nhưng sống vì mọi người không có nghĩa là hy sinh đến quên cả bản thân mình, tâm hồn mình và cảm xúc của mình. Như bức thư thứ 670 trong cuốn 1999 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử có đoạn như thế này: vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao cá tính của bản thân. Thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Có lẽ vì thế mà đâu đó chắc chúng ta đã từng một lần nghe thấy câu: hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Yêu thương bản thân là học cách trân trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chỉ khi ta học được cách yêu thương bản thân mình thì mới có tư cách yêu thương và sống vì một người khác một cách đúng đắn và trọn vẹn ý nghĩa.
Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập yêu thương này, chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh, cũng không thể vì người khác mà quên đi trách nhiệm với chính mình. Câu trả lời nằm ở chỗ: như thế nào là đủ? Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người? Hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lý trí. Tuy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc của trái tim, nhưng trái tim thì không có bộ não, nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Trái tim thường mù quáng mà. Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương, cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả, là ta đang bỏ mặc lý trí, bỏ mặc bản thân mình. Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình trở thành những điều hiển nhiên. Những người yêu bản thân sẽ luôn hướng tới việc cân bằng, đứng ngang hàng trong những mối quan hệ, hướng tới những mối quan hệ hai chiều. Chỉ khi đó ta mới có thể nhận ra ai là người trân trọng mình, ai thực sự quan trọng đối với mình. Cho đi và nhận lại vốn là điều hiển nhiên, là một quy luật thường tình trong cuộc sống. Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể san đều cho tất cả được. Chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng thời điểm để gìn giữ những thứ đáng giữ gìn. Kể cả những bậc vĩ nhân, họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho cả nhân loại. Chẳng phải mẹ Teresa đã từng nói rằng, không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt một cách hoàn hảo với tình yêu vĩ đại. Chúng ta đa phần đều là những người bình thường. Hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và vì những điều thực sự xứng đáng. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc đời này, hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài. Bạn bị người khác chê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai. Và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn. Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn, mất đi cái tôi cá nhân, chứ không phải là do bạn. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng, lời nói có tính sát thương cao hơn hành động. Nếu bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn, ngay cả những người mà bạn tin tưởng, thương yêu nhất. Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì vậy, đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào người khác. Buồn đến mấy, cũng có lúc sẽ hết. Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó, chúng ta mới có thể trưởng thành được. Miệng là của người khác, họ có quyền được nói. Ngược lại, tai là của mình, nghe cái gì là do mình chọn lọc. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai. Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt. Mình biết và mình tin tưởng vào bản thân là đủ. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp họa. Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng. Đừng để cái miệng làm hại cái thân. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thất. Một tâm chứa đựng niềm vui, một tâm muộn phiền giấu cất. Khi vui, nếu cười lớn tiếng, sẽ đánh thức buồn bên kia. Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ, niềm vui nghẹn lối không về. Mỗi người chỉ một trái tim, nửa mỏi mệt đời cơm áo, nửa nặng chấp mê phiền não, khiến tim tiêu tụy tháng ngày. Sống hiểu điều chi là nặng, thì mới biết nhẹ nhàng buông.
sống hiểu nguồn tâm bình lặng, tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, thật ra ngắn đến không ngờ. Đoái nhìn con tim bé bỏng, làm việc suốt 24 giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, lìa đời tựa lá mùa thu. Nhân sinh thoảng làn gió vội, đừng nhốt tim trong ngục tù. Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc. Họ sống quá bản năng, có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc cãi vã. Đó là quy luật. Vì vậy đừng để sự tức giận lấn át lý trí. Chỉ khi có mâu thuẫn thì chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ. Họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn gì cả thì bạn cũng chỉ là kẻ tầm thường trong câu chuyện của họ mà thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Với nhiều người, đem người khác ra để chỉ trích được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo. Vì thế, hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn. Ví dụ như, một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức, công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hận, dễ hờn, dễ buồn bực, âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé về với tuổi thơ. Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào, ta dễ cười như thế, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ. Con người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn, càng thấy phiền não và thật khó để có thể có được cái gọi là hạnh phúc. Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cáu gắt và bất hạnh? Chẳng bởi ai khác, là do chính chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loang lổ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé, chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới. Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loang lổ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong ruổi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa qua lăng kính loang lổ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người, nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe, cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà, chỉ cần một chút lắng lo dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu. Một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Chúng ta bắt đầu đi soi mói mọi người, soi cho bằng ra lỗi lầm của họ, chỉ trích họ, chỉ chiết họ như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng sai thế nào, ta cũng không sẵn sàng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ trích, phê phán họ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao?
hay là chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần. Từng có người nói rằng cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn ngắn ngủi lắm, cuộc đời vốn chẳng biết trước được đâu, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình. Vì thế, đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loang lỗ kia nữa. Hãy buông thả nó xuống để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy, dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của chính mình thì không phải là khôn ngoan mà chính là nỗi bất hạnh đó sao? Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào? Người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy, cho dù bạn là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác. Cũng như cuộc đời này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt. Như vậy, cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và chông chênh. Đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn, thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình. Chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Hãy sống cuộc đời bạn thích, miễn là bạn không phương hại ai. Mặc kệ những gì người khác chế nhạo hay nói xấu bạn, kể cả bố mẹ bạn. Hãy theo sự mách bảo của trái tim, luyện nó thành thép, đi theo đam mê và bắt đầu hành động, chứng minh cho người khác thấy họ đã sai lầm. Điều khó khăn nhất của cuộc đời này là hiểu rõ bản thân mình là ai. Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn trở thành một con người khác, thì việc luôn là chính mình là thành tựu to lớn nhất mà bạn có thể làm được. Thực ra, con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là theo lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Nếu bạn không cho phép thì chẳng ai có thể làm bạn thấy mình tồi tệ hơn. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Kỳ thực, không phải là do thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc sống này thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài. Cuộc sống của người khác ra sao, đi con đường họ đi như thế nào, người đứng ngoài mãi mãi không thể nào hiểu được. Vì vậy, không ai có tư cách bình luận họ. Bởi vì chưa từng thật sự ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Có lẽ bạn lý trí hơn họ, có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn chẳng là gì, nhưng bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích. Gặp chuyện gì cũng vậy, không nên nói quá tuyệt đối, xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan. Có những lúc ta nên hiểu, nên đứng trên góc độ của người khác để xem xét vấn đề. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng. Có lần chủ nhân tóm chặt lấy con heo, con heo rống lên la hét kịch liệt chống cự. Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu, tức giận quát nạt: cậu làm quá lên rồi đấy, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi có kêu to như vậy đâu. Heo nghe vậy đáp: ông ấy bắt các cậu không giống tôi, ông ấy bắt các cậu chỉ lấy lông và sữa, nhưng bắt tôi là để lấy thịt. Cừu và bò sữa nghe xong đều trầm lặng không nói. Câu chuyện trên cho ta thấy, người đứng ở lập trường khác nhau, sống trong hoàn cảnh khác nhau sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề
thì sẽ hiểu được người khác vì sao lại như vậy, sẽ gần hơn, phù hợp hơn với sự thật, cũng khiến tình cảm giữa người với người chan hòa, gần gũi hơn. Như vậy, những hiểu lầm, mâu thuẫn cũng bớt đi. Có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà, phải không? Mọi kết cục trên thế gian này không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra. Vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả. Cuộc sống của ai cũng có những hỷ nộ ái ố mà người khác không thể nào biết đến. Có những người thường không hỏi rõ đen trắng đã vội chỉ trích người khác, đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau. Trước khi chỉ trích ai đó, nhất định hãy hiểu câu chuyện phía trước nó. Nếu không phân rõ trắng đen đã vội phê phán, vô tình sẽ làm tổn thương người khác. Nếu đổi vị trí, bạn sẽ phát hiện thế giới này không chỉ xoay quanh mình bạn. Mỗi người mỗi dạng, họ đều có câu chuyện riêng của họ. Họ đều là diễn viên chính trong thế giới riêng mình. Dù câu chuyện có êm đềm hay trớ trêu, mỗi người đều phải tự mình trải qua những câu chuyện không giống ai, hoặc bi thương hoặc hạnh phúc. Cuộc đời vô thường, ai cũng có những giọt nước mắt, những đau đớn. Hãy học cách tiếp nhận và thông cảm, đối đãi công bằng với mỗi người mà ta gặp. Có một câu chuyện thật như sau. Có một vị bác sĩ sau khi nhận một cuộc điện thoại liền gấp rút đến bệnh viện làm phẫu thuật. Cha của cậu bé là bệnh nhân, mất kiểm soát hét lên với vị bác sĩ: "Sao ông lại đến muộn như vậy? Ông không biết con trai tôi đang nguy kịch trong kia sao? Sao ông lại không có chút trách nhiệm nào như vậy?" Bác sĩ bình thản mỉm cười: "Rất xin lỗi, vừa rồi tôi không có mặt ở bệnh viện. Vừa nhận được điện thoại tôi tức tốc đến đây luôn. Bác bình tĩnh cho một chút." "Bình tĩnh? Nếu đứa trẻ trong phòng cấp cứu kia là con trai của ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết, ông sẽ làm gì?" Cha của cậu bé phẫn nộ nói lớn. Vị bác sĩ lại bình tĩnh mỉm cười: "Tôi sẽ im lặng cầu nguyện. Chúng ta từ cát bụi đến, rồi cũng về với cát bụi. Cầu nguyện là lời của Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho con trai bác." Cha của cậu bé giận dữ: "Người có thể nói như vậy chỉ có thể là loại người vô tâm thờ ơ với tính mạng của người khác." Vài tiếng sau, phẫu thuật thuận lợi thành công. Vị bác sĩ vui mừng bước khỏi phòng phẫu thuật, nói với cha cậu bé: "Cảm ơn trời đất, con trai bác được cứu rồi." Không đợi cha cậu bé đáp lời, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, nói: "Có chuyện gì, bác hãy hỏi y tá." "Sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy được? Đến vài phút để tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được sao?" Cha cậu bé quay sang bất bình với y tá. Y tá hơi đỏ mắt: "Dạ, con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua. Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai. Giờ bác ấy cứu được con trai bác rồi, phải nhanh quay lại hoàn thành tang lễ cho con trai mình." Này, những lời xầm xì bàn tán ơi, cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đau đớn dày vò như thế nào? Đứng ở vị trí của bạn và tôi, có lẽ không thể nào hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ, bởi vì chúng ta không đủ lý trí để hiểu được hỷ nộ ái ố trong cuộc sống của họ, để thông cảm cho những niềm vui, nỗi buồn của họ. Lập trường mỗi người khác nhau, sống trong điều kiện khác nhau, nên thật khó để có thể hiểu được cảm nhận của đối phương. Vì vậy, đừng tùy tiện chỉ trích bình luận, làm cho họ thêm tổn thương nữa. Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dâm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng từ truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuân. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần.
Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua. Giận hờn tham oán nặng riêng ta, gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhắm trong đời vàng đốm hoa. Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Có những điều chúng ta không thể ép buộc, ta buộc phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng, đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay ai khác, thì ta sai ngay ở đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là từ góc nhìn sai, kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình, lựa chọn theo cảm giác của riêng mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mình mới hiểu. Theo Thiền sư Ajahn Chah, cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người, tùy thuộc vào tâm trạng, cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan, thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn, để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn, thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó có thể bạn chưa thấy được. Nhà Phật có câu: trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Hay trong lời giảng của Thiên Chúa đã có nói: thiên đàng ở trong ngực, nhưng địa ngục ở trong tâm. Trong cuộc sống, không có chân sự thật nào hiển hiện, chỉ có cách nhìn. Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải sự thật. Nữ văn hào người Mỹ Harper Lee, trong tác phẩm làm nên tên tuổi của mình To Kill a Mockingbird, giết con chim nhại, đã từng viết rằng: you never really understand a person until you consider things from his point of view. Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi việc từ góc nhìn của người đó. Thực vậy, người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dự liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc phải xảy ra theo ý muốn của mình. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh, một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Có như vậy, bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác, rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại, mọi khó khăn. Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vàng. Để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn, chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân.
Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực, đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ. Thế giới luôn vận động và không ngừng phát triển. Cơ hội thành công luôn dành cho những ai biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên. Thành công luôn đến với ai biết nắm bắt thời cơ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ, khác biệt để nhận xét một sự việc. Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu, và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua. Có bao giờ bạn suy nghĩ về những việc mà mình từng quyết định và cảm thấy hối hận về chúng chưa? Tôi thì đã có nhiều lần suy nghĩ về điều đó. Cảm giác mang đến chẳng thoải mái một chút xíu nào, có phải không? Mọi chuyện trong cuộc sống ta chẳng thể nào đoán trước được. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, nếu khi ấy ta nhìn sự việc xảy ra với một góc nhìn khác đi, thì giờ này đây có lẽ ta đã nhận được một điều gì đó khác bây giờ chưa? Những buổi chiều tà tan tầm giữa những con phố dài với dòng người hối hả và tấp nập, đã bao lần bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Mỗi một đời người, ai cũng phải ít nhất trải qua những thăng trầm, những phiền muộn lo toan. Nhưng cuộc sống thì đâu bao giờ êm đềm đứng yên bên cạnh một khoảnh khắc hoài mãi. Nó cứ theo chiều kim đồng hồ quay, rồi trôi qua một cách ào ạt, mà chẳng bao giờ nhìn thấy lại được nữa giây phút của ngày hôm qua. Rồi chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi chẳng được gì ngoài việc bị cuốn vào dòng nước lũ cứ chảy xiết đó. Cảm xúc của con người như những cơn gió lạ, lúc êm đềm, lúc dồn dập rối rít. Nó như tương ứng với những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong con người bạn, lúc lên, lúc xuống, và những rối ren trong cuộc sống mà bạn gặp phải. Người ta thường nói rằng khi bạn buồn, cảm xúc sẽ tăng lên. Điều đó là một điều tự nhiên và chìm vào lối mòn vô thức. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn. Ở một khía cạnh nào đó, bạn cần biết mình cần phải làm gì để tiết chế bản thân với những lối suy nghĩ lệch lạc trước khi mọi việc diễn ra, bởi sự thiếu bình tĩnh của bạn để không hối hận trước những điều mình đã làm có thể gây tổn thương cho chính bạn và cho người khác. Khi bắt gặp một sự việc xảy ra trong cuộc sống, bạn nên có cách nhìn nhận đúng đắn về một vấn đề. Cách nhìn của bạn hôm nay sẽ là kết quả mà bạn sẽ nhận vào mai sau. Một là cuộc sống sẽ nở hoa, không thì cuộc đời bế tắc. Nhưng mà bạn ơi, trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi và rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy, mỗi ngày sống là mỗi ngày hết sức ý nghĩa, cho ta cơ hội để khám phá vô vàn những bí ẩn kỳ diệu và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống bao la. Đừng để bản thân rơi trúng vào một số người đã tự trói buộc mình trong quá nhiều giới hạn, những khuôn khổ vô lý, để rồi không cho phép bản thân mình vượt qua khỏi cái khuôn hạn hẹp sẵn có, để rồi cuộc sống của họ và của chúng ta ngày càng trở nên nhàm chán, tù túng, bế tắc và mất vui đi rất nhiều. Tôi có sưu tầm được một câu chuyện có nội dung nói về giá trị cốt lõi của một vấn đề mà bạn sẽ nhận được nếu bạn có một cái nhìn thoải mái, không toan tính, không ghen tị. Đôi lúc giá trị đích thực nằm ngay trước mắt chúng ta. Thay vì cảm nhận nó, chúng ta lại bỏ nó qua một bên và để nó chìm vào quên lãng. Câu chuyện là, có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe thấy vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê. Có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói rằng: nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất.
Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải là chiếc tách. Nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Thực vậy, cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ mãi tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Và qua câu chuyện trên, ta thấy được những giá trị cốt lõi được rút ra. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mập mờ, lo toan, muộn phiền xung quanh cái xã hội đầy rẫy những ganh đua và sự tiến thủ, mà quên mất đi ở phía đằng ấy vẫn có một khoảng trời rộng nơi chúng ta có thể thưởng thức hương vị của cuộc sống tuyệt vời. Dù tình huống có đang tồi tệ tới mức nào thì bạn cũng phải cân nhắc đến những khía cạnh tích cực của nó. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn làm được vậy một cách thường xuyên thì nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thay vì nói "tôi không thể" thì hãy nghĩ rằng "mình có thể". Dù rằng đôi khi bạn không đạt được điều bạn muốn, nhưng bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn có thể có ích hơn là những thứ bạn đang mong chờ, vì nó gắn bó với bạn suốt đời. Còn những thứ kia tuy rằng có tồn tại đó, nhưng sự tồn tại không được mãi mãi. Mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tốt, nếu không chúng ta sẽ không làm được gì cả. Không nên lo lắng vì những điều chúng ta không thể thay đổi, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian vào việc lo lắng vô nghĩa đó thì bản thân chỉ càng thêm thất vọng hơn mà thôi. Thay vì vậy, hãy cứ hành động, và nếu thế giới không thay đổi thì bản thân bạn sẽ thay đổi tốt hơn, có được không? Những gì bạn từng biết chỉ bó hẹp ở miền đất nơi bạn sinh sống, trong những tình huống và những hoàn cảnh mà chỉ có mình bạn trải qua, ở phạm vi rất hẹp của những kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn. Vì vậy, để có thể nghĩ thoáng hơn, bạn phải mở rộng chiều kích suy nghĩ của mình ra không gian khác. Khi bạn nghe những thông tin, một câu chuyện hay về một con người nào đó mà mình chưa từng biết đến bao giờ, thì trước hết hãy đón nhận chứ đừng phê phán. Bạn không thể lấy những hiểu biết và trải nghiệm hết sức nhỏ bé và ít ỏi của mình ra để làm chuẩn đối chiếu và đánh giá về một điều khác lạ, mới mẻ hoàn toàn với bản thân. Hầu như mỗi người chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống này. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc với những rào cản và nghịch lý vô bổ, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát, dù con đường đó đầy rẫy những chông gai, những trắc trở. Hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta ở phía trước. Khi đối mặt với một sự việc, cách nhìn nhận của bạn rất quan trọng. Một cách nhìn mới mẻ sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới để bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn hơn. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.